Em Trần Thị Trúc Mai ra khỏi nhà đi đâu không rõ và mất liên lạc với gia đình đến nay đã hơn nửa tháng. Gia đình cô gái đang trú ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã trình báo công an hỗ trợ tìm kiếm. Ngày 14 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra về vụ việc cô gái 15 tuổi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày vẫn chưa tìm thấy. Trước đó, anh TTV đến công an trình báo về việc con gái tên Trần Thị Trúc Mai 15 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, hiện tạm trú tại 45 trên 7 A Liên khu 16, 18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. Cụ thể, ngày 25 tháng 2, Mai ra khỏi nhà đi đâu không rõ và mất liên lạc với gia đình đến nay. Theo người thân cô gái cho biết, khi đi Mai có mang theo điện thoại nhưng gia đình không thể liên lạc được. Gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng chưa gặp được Mai. Công an quận Bình Tân phát thông báo tìm Mai gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân biết để phối hợp tìm kiếm. Nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về Trần Thị Trúc Mai hãy báo ngay cho đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 1114 quốc lộ 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc điện thoại 0933070388 gặp cán bộ Trần Đức Trung để phối hợp tiếp nhận.